phải là chính Có con chim bảy ngoài Trung Quốc khuyên mở mic nhờ. tất cả lên, mở mic ấy lên, mở xung quanh thế giới đi. Không, anh không thích Vừa gà. mình vui nhau. Vừa mình vui nhau Một cái đầu trong buổi. chỗ. Có đâu buổi không mà. Cái gì vậy? Có đâu. Mà nói đúng. Oh. Ai nói? Không. Trời ơi, nó bật mic on. Người ta cứ thích Nhảy nó. hay dạ Chưa nhảy à? shop.net.vn uy tín chất lượng, các bạn có thể mua ạc và thử vận may tại đây nha. Hết rồi ạ. Cái tôi đang đi zin desu À, cháu đi đâu ấy? Cháu biết đâu. Cháu vừa vào. Có tin vào chung nhà máy này. Thế nó cũng mất máu được, ơi. vô lý vãi. Không có cái đéo gì cả. Sao mọi người nhảy hết đất rồi? Sumimasen. Hello. Trời đất ơi, ông kia vào không nhặt được này. Ôi thôi xong rồi. Để tôi đi cứu bạn. Em ơi. Cứu xe điêu. Ờ, tôi là anh bạn nó trước rồi mình nhỉ. Điêu vãi à. Không chưa? Chết rồi. Thôi thoát đây. Hết pin rồi. Tối nhỉ? Bye bye. Ừ, bây giờ đi chơi liên minh đây. Ờ. Tí nữa ra nét rồi chơi nhá. Chơi liên minh không? Không biết chơi. Có link chưa? Ờ. Chưa. Chơi chơi gì? Thôi tí nữa chơi xong rồi. Quá, thằng đấy nó cất súng. Thì nếu mà thích chơi bắp gì thì anh bè anh ra lên chơi. Ờ. Ra đấy đi, ra đấy trước đi. Cứ ra đấy chơi trước đi thì em chưa nhắn tin đâu nhá. Bye bye. Ok ok. Trời đất đi đi. Hay da. Ờ không có súng. Đây súng đây. Qua đây. Ở đâu? Ở đâu đấy? Số 2. Em hai. Ở đâu thế? Cứ I got tôi supplies. Lúc sau tìm tôi chẳng nhớ đường về nhà. Qua đây mưa 4 này, mưa 16 này. Ngày đêm lại khóc rồi, người chỉ nhớ một người. Đàn này. Ôm lẽ em một ngày. Ông gì ơi? Yêu chưa? Phải rồi. Có rồi. Hả? Có rồi, có rồi. Thật không? Có hai người lần cơ. Trời cơ ơi. Tên là gì? Thằng kia vừa đi phát xong lại có. Hả? Ơi. Tên là gì? Thua chứ. Không. Ờ, à, trong cũng là gạ người khác rồi. Đúng là con gái không thể tin được bố con thằng nào hết anh em à. Không em ăn đâu. Đáng sợ. Em hôm nay có người yêu rồi em ăn. Có người yêu rồi à? Chắc là từ bây giờ cổ. Chắc là từ bây giờ cổ. Anh đón em ấy. Em ở đâu? Đi. Phá rơi cửa Phật mẹ tên. Vãi. Hay luôn à. Diệt nhạc. Diệt người ấm ấm kêu qua rơi cửa Phật. Vô lý vãi. Người Nghệ An à? Người Nghệ An. Thế á? Trời đất ơi, đừng có xỉa sói tôi có được không? Mình là đồng đội mà. Có nhà xe giết mẹ. Có anh... Nghe thấy cái giọng của sao tôi cũng đeo. Thấy chưa? Không? Ê, không. Nghe như cái quần què vậy. Mẹ đấm nhau không? Ê, có người này. Thật đấy nhở. Ở dưới nhà có người kìa. Cái gì trời?
trời đất ơi. Khổ thân, không biết lượn đi đâu. Con kia nó chết rồi đó, hay da. Chết đi. Thua, có cần phải đi chết không? Thôi vào nhà, vào nhà, vào nhà, trốn, vào nhà, trốn. Vừa bắn flare gun đấy. Ê ê, bắn cẩn thận thôi, lấy top mọi người, vào nhà đi, ở ngoài có người đấy. Ok. Từ đâu đấy? Thấy rồi này. Ở đâu ping về số 1 rồi. Enemies ahead. Trời ơi. Yếu này. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Trời, mình đang tính nói chuyện thì ok. Thì thằng kia yêu fan. Nóc. Ok. Như hai thằng ấy. Công đi, công đi, công đi. Công qua đi. Nó cứu được, cứu được, cứu được. Hai thằng, hai thằng. Leo. Ủa? Chết luôn rồi hả? Trời ơi, làm nhanh gọn nhẹ bạn ơi.
viên. 3 đến 4 thằng đấy nhở? 4 thằng. Một thằng đi xe máy rồi, đi đồng chó rồi. Trời ơi, đông thế. Cẩn thận nó ổ đấy. Đây đây đây, đây có xe này. Bốn hàng luôn. Này. Đi đi nhanh nhau rồi, đi nhanh nhau rồi, đi nhanh nhau rồi. Ok ok. Có một xe chạy giữa đông kìa. Trời ơi, còn nguyên team luôn. Rồi, chết thằng đấy rồi. Định mệnh. Ở đâu ấy? Trời đất ơi. Đồng nhau với chính con người nhá. Từ 335 kìa. Ok. Trong nhà cũng xin có người à? Hay phết nhỉ? Knock tiếp này. Lia luôn. Ủa? What? Ủa thế? nhìn xiên sớm mất đấy anh em à. Trời ơi. Hách xiên smoke cơ mà. Hi. Hello các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thử vận may tại ứng dụng app Pota. Và mình sẽ quay thử xem cái vận may của mình đến đâu đây. Uầy, 2.000 điểm luôn này. Không biết thì 2.000 điểm sẽ đổi được bao nhiêu tiền đây. Rồi vào mình check nha. Đấy, có phần đổi cạc ở đây. Đấy, các bạn có thể lựa chọn một cái thẻ cạc các bạn muốn. Vâng, hiện tại thì mình đang đổi thẻ Garena nha. Và 1.000 điểm tương đương với 100.000. Các bạn muốn mua thẻ cào với lại thẻ game miễn phí thì các bạn hãy tải ngay ứng dụng App Pota nhé. Đường link mình để bên dưới mô tả video nha.